hành xử đối ngoại nhân quyền của một số tổng thống Mỹ, tổng thống Bill Clinton, lợi ích kinh tế áp nhân quyền. Đối với chính quyền Clinton, cộng đồng kinh doanh là một khu vực bầu cử quan trọng mà không thể bỏ qua. Sự cương quyết ban đầu của Clinton về nhân quyền và nhân đạo, vấn đề trung tâm của chính sách đối ngoại nhanh chóng không trụ vững trước áp lực vận động hành lang của lợi ích kinh tế, mà khuyến khích nhấn mạnh vào tự do hóa thương mại và thúc đẩy kinh tế thị trường. Điều này cho thấy tăng trưởng thương mại ở Mỹ có liên quan tới cải cách chính trị. Vì thế, Hoa Kỳ sẵn sàng tìm cách mở cửa thương mại với các nước, cho dù có sự vi phạm lớn về quyền con người. Mặc dù Clinton vận động mạnh mẽ, ủng hộ kết nối thực hiện hiệp định thương mại với việc cải thiện nhân quyền, thì thành tích của ông vẫn nghèo nàn, đặc biệt khi so sánh với hai tổng thống tiền nhiệm. Một nghiên cứu năm 1999 về trợ giúp nước ngoài cho thấy có sự cân nhắc vai trò của vấn đề nhân quyền trong việc xác định cho hay không cho một nước nhận viện trợ quân sự dưới thời chính quyền Reagan và chính quyền Bush. Nhưng điều này không thấy có trong thời chính quyền Carter và Clinton. Sự ngoại lệ của chính quyền Clinton ở chỗ nhân quyền là một yếu tố trong việc cấp viện trợ kinh tế, mặc dù nó giữ tầm quan trọng thứ cấp. Cân nhắc nhân quyền không là duy nhất, cũng không phải là xem xét chính trị trong sự chỉ định viện trợ. Để có mối liên hệ chặt chẽ hơn nữa với dân chủ, thương mại và nhân quyền, chính quyền Clinton cũng tái cấu trúc cục những vấn đề nhân quyền và nhân đạo và chuyển nó thành Cục Dân chủ Nhân quyền và Lao động, DRL. Đứng đầu là John Shattuck. Trong phiên điều trần trước tiểu ban hoạt động ở nước ngoài của Quốc hội, Shattuck nói rằng thúc đẩy nhân quyền và dân chủ là một trong những mục tiêu cơ bản trong chính sách đối ngoại của chúng ta. Mục tiêu đó củng cố mục đích giữ gìn an ninh Mỹ và tăng cường sự thịnh vượng của chúng ta. Các học giả về quyền con người và các nhà hoạt động cho rằng thành tích của Clinton là hỗn hợp. Clinton phải chấp nhận chi phí tài chính và chính trị lớn cho các nỗ lực nhân đạo như ở Haiti và Rwanda. Để có được một sự khởi đầu tích cực so với các chính quyền trước đây, cũng như để thể hiện một cam kết chưa từng có đối với chính sách đối ngoại dựa trên nhân quyền, hình ảnh tích cực về nhân quyền của công chúng Mỹ đối với Clinton là ở trong sự quan tâm kinh tế và trong sự mở rộng dân chủ. Và so với nghĩa vụ quốc tế là duy trì và hỗ trợ các quyền con người, thì kinh tế và dân chủ được ưu tiên hơn. Giống như chính quyền Carter vào cuối thập niên 1970, chính quyền Clinton cũng có kinh nghiệm trong phân tách nội bộ để vượt qua xung đột vốn có giữa lợi ích thương mại và nhân quyền. Các tổ chức kinh tế, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Hội đồng Kinh tế Quốc gia ủng hộ tính ưu việt và mở rộng kinh tế. Nhưng các nhà điều hành Bộ Ngoại giao, đặc biệt là Christopher và Shattuck và đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Madeleine Albright, ủng hộ cho chương trình nghị sự về quyền con người mạnh mẽ. Tuy nhiên, không giống như chính quyền Carter, cuộc xung đột giữa tất cả các nhà hoạch định chính sách đối ngoại dưới thời Clinton đã không làm tê liệt việc ra quyết định cho chính sách đối ngoại. Thay vào đó, Clinton đã ban đặc ân cho những người ủng hộ mở rộng toàn cầu hóa kinh tế hơn cả những người ủng hộ nhân quyền. Là một tổng thống với tuyên bố ủng hộ nhân quyền và khuyến khích những người ủng hộ nhân quyền trong những năm đầu Clinton làm tổng thống, người ta có thể lạc quan rằng các tiêu chuẩn quốc tế công nhận quyền con người sẽ được thừa nhận và được tôn trọng trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Nhưng thực tế, Clinton không bao giờ có bất kỳ sự ưu tiên nào cho nhân quyền khi ra quyết định trong chính sách đối ngoại của mình. Nhìn lại thì, chính quyền Clinton chỉ hỗ trợ quyền con người khi Mỹ có được thứ khác tương thích, chủ yếu là kinh tế và lợi thế trong chính sách đối ngoại. Việc xem xét nhân quyền nhanh chóng bị bỏ rơi khi chúng xung đột với sự thúc đẩy kinh tế nhiều hơn hoặc các vấn đề chính trị quan trọng. Clinton hy sinh nhân quyền cho lợi ích kinh tế của Mỹ. Đối với Clinton, chủ nghĩa tự do quốc tế trở thành chủ nghĩa tự do kinh tế. Kết quả tổng thể của sự bỏ bê trong hành động chứ không phải trong lời nói của chính quyền Clinton đối với quyền con người là sự gia tăng khổ đau và nghèo đói của nhiều nhóm dễ bị tổn thương trên khắp thế giới, thúc đẩy hội nhập, thậm chí đẩy mạnh trật tự hội nhập kinh tế toàn cầu. Sự coi nhẹ nhân quyền của Clinton đã mở rộng nỗi lo âu của nhiều người trên thế giới, mà lời nói đãi bôi, lip service của Hoa Kỳ trả cho nhân quyền là không thể nhiều hơn cách Mỹ nuôi dưỡng lợi ích kinh tế.
Clinton hoang phí các cơ hội đánh giá lại và chuyển các nỗ lực quốc tế hướng tới việc thiết lập và bảo vệ nhân quyền. Việc Clinton cố ý không thúc đẩy nhân quyền trong chính sách đối ngoại Mỹ có lẽ là nghịch lý làm nản lòng tất cả nhất.